Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sau khi được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc tiếp tục thực hiện hành trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sau gần 2 năm tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn đã khoác lên mình sức sống mới, diện mạo mới về cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt. Hoa Lộc là xã nằm ở phía đông huyện Hậu Lộc, cách trung tâm huyện Lỵ 4 km, có vị trí địa lý rất thuận lợi về giao thông. Xã Hoa Lộc có 5 thôn, tổng diện tích tự nhiên là 379,34 ha. Toàn xã có 1.353 hộ dân với 5.228 nhân khẩu. Là một xã có truyền thống cách mạng, được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã không ngừng xây dựng và phát triển. Nhân dân xã Hoa Lộc luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, chung sức, đồng lòng để xây dựng nông thôn mới. Từ đó, làm cho diện mạo của quê hương ngày càng tươi đẹp. Từ bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hoa Lộc đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm, Đảng bộ đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đồng thời ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với các chính sách hỗ trợ của huyện và tỉnh, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng một số cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho các cá nhân đơn vị trực tiếp tham gia, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu, với tổng nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng được huy động. Xã Hoa Lộc đã khẩn trương tập trung triển khai đầu tư nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa. Đặc biệt, trong đó ưu tiên chính sách, chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông liên xã, liên thôn và các tuyến đường trong khu dân cư. Việc mở rộng đường giao thông mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đa số các hộ dân đều đồng tình ủng hộ, có nhiều gia đình đã tình nguyện hiến đất thổ cư để mở rộng đường mà không đòi hỏi kinh phí hỗ trợ. Xác định chủ thể của xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đó là người dân. Bởi vậy, với phương châm dân được biết, được bàn, được làm và được hưởng thụ, trong tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình thôn xóm sáng xanh sạch đẹp an toàn làm chủ, mô hình nhà sạch vườn đẹp. Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Hoa Lộc đã có sức lan tỏa rộng khắp đến từng thôn, làng, ngõ xóm, xuống đến từng người dân. Không chỉ tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật mà xã đã quan tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Lĩnh vực nông nghiệp chuyển đổi theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với việc tích tụ ruộng đất, tập trung quy hoạch vùng trồng rau an toàn thực phẩm Việt Gáp, thực hiện mã vùng trồng, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, phát triển mạnh mẽ các mô hình canh tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất đem lại thu nhập cho người dân. Cùng với đó, trong những năm qua, công tác giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm, đầu tư nâng cấp, chỉnh trang các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ngành giáo dục đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn chất lượng giáo dục đại trà, quy hoạch đầu tư trường lớp quy mô. Hiện cả 3 trường trung học cơ sở, tiểu học và trường mầm non đều đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 và luôn đứng trong top đầu của huyện về số học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó, trường trung học cơ sở, trường tiểu học vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, trường mầm non được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu. Hiện nay, xã có 1 giáo sư, 2 phó giáo sư, 11 tiến sĩ, 2 nhà giáo ưu tú, gần 1.000 thạc sĩ, cử nhân và đại học. Đảng bộ xã Hoa Lộc đã chăm lo công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh,
tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân, phục vụ xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình nông thôn thông minh. Đến nay, kinh tế của xã đã phát triển khá toàn diện, tốc độ phát triển kinh tế của xã đạt trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,12 triệu đồng một người trên năm. Từ sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận và vào cuộc của nhân dân, đến nay xã Hòa Lộc đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đời sống, tinh thần, vật chất của nhân dân. Về xã nông thôn mới kiểu mẫu Hòa Lộc hôm nay cho thấy một diện mạo mới đầy sắc màu, tràn đầy sức sống, một môi trường sáng xanh sạch đẹp. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hòa Lộc đã được mở rộng và thảm nhựa, thảm bê tông mịn màng, hành lang an toàn giao thông trên các trục đường liên thôn được bảo đảm thông thoáng, sạch sẽ, hệ thống điện chiếu sáng, camera an ninh, đài truyền thanh thông minh được bao phủ trên địa bàn toàn xã, hệ thống nhà văn hóa, khuôn viên khang trang kết hợp với khu vui chơi giải trí thể thao, thành điểm sinh hoạt cộng đồng bổ ích cho người dân. Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hoa Lộc thực sự có nhiều khởi sắc, vừa giữ được nét bình dị của làng quê, đã và đang mang dáng dấp của đô thị văn minh, thân thiện và thật sự trở thành một miền quê đáng sống. Đa số người dân ở Hoa Lộc thực sự vui mừng, phấn khởi và hài lòng, đồng thời trân trọng những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.